Hello, xin chào các bạn nha. Thì thường thường các bạn, mình ở đây mình mấy bạn không biết sao chứ mình tập cho chim ăn, mình cho ăn mấy năm nay rồi mình dùng cám cám gà con ha, với cám cá phi con các bạn. À, có loại nữa là cám cho ếch ăn á, là cái loại đó là cái độ đạm nó cao hơn ha. Nhiều khi mình cho ăn đạm cao quá thì nó sợ con chim nó mập quá nó bay không nổi, nó giống như dế vậy bạn ha. Thì mình chỉ cho ăn cám này thôi, ăn cám của cá rô phi á, loại cám nhỏ này ha. Đó, hoặc là cái cám của cá chép coi các bạn, đó, cá coi á cũng được nữa. Còn mình thì mình thấy cho ăn cám này thì rất là ok luôn ạ. À, chim chồng màu là hồi lúc trước cái cặp bố mẹ con này nè, rồi với cái bên đây nè, mình cho ăn nó đẻ ha, thấy mê luôn á. Nó thay lông xong là nó đẻ, nhiều khi mình tới chừng mình phát hiện ra là nó đã nở rồi, nở con rồi bạn. Là lúc đó mình bỏ mồi tươi, nhiều khi mình không có bỏ mồi tươi mà nó vẫn đẻ, ăn cám này không đó. Thứ hai là mình trộn theo tỷ lệ đó, bạn dòm thấy là ha, cám cá thì ít rồi cám gà thì nhiều. Nguyên nhân là mình sợ nhiều khi có con nó ăn nó ghiền, nó không ăn, nó bỏ cám chính của nó ha. Đó, cho nên mấy bạn cứ mình cứ trộn là 64 73 hay là hai cũng được, chẳng hạn như hai cám cá mà 8 cám gà vậy đó, cho nên nhiều đặng nó ăn nó hết rồi xong rồi nó đói nó ăn cám chính của nó ha bạn. Đó. Thứ hai nữa là mấy bạn thấy mình trộn chứ mình không có để riêng. Nguyên nhân là mình trộn cho nó ăn á, nhiều khi nó ba cái hạt cám gà nó dính vô cám cá nó có cái mùi vị của nó ha. Rằng cho nó không có nó ăn hết cám cá rồi, cái cám 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 gà nó vẫn ăn được ha. Nó không có quên mùi đó. Đó. Chứ nhiều khi mấy bạn mà để riêng á, các bạn mà để riêng á là nó chim á nó ăn nó ăn ghiền cái này rồi có cái kia nó quên rồi nó bỏ, nhiều khi mình không biết cái bỏ nhiều khi nó tiêu luôn bạn ha. Đó, cho nên mình phải buộc lòng mình trộn chung vậy nè nó ha. Thì nói chung nuôi chim mà mùa này ha, mấy bạn mà chẳng hạn như mình ở những cái vùng mà ở chỗ mình đó, mình biết thời tiết đó mình có đam mê á, chẳng hạn thì cái vùng của mấy bạn là sao đó, nó thời tiết chỉ có mưa và nắng thôi ha, thì mấy bạn cứ miễn chim nó thay lông á. Nó như con chim này mình mới nè, nó thay lông xong rồi nè, nó lông đủ rồi đó, giờ mình ghép sinh sản nếu nó chịu là mình cứ hai con mà nó chịu nhau rồi á, nó thay lông rồi hoàn chỉnh hết trơn á cô chú anh chị các bạn ha. Mình cứ thúc mồi tươi ha, nó mấy bạn cứ thúc mồi tươi đi. Nếu chim nào mà nó mấy dòng này á, nếu nó ăn được trái cây nè, chẳng hạn như con chè than của mình nè, con này nó ăn trái cây nè bạn ha. Đó, cặp bố mẹ nó cũng ăn trái ăn chuối bạn ha, rồi cái mình bỏ vô rồi mồi tươi thì cứ sâu dế. Nếu rảnh thì mấy bạn kiếm cào cào xúc mình bỏ vô cho nó ăn. Nhiều khi có con nó ăn nó căng lửa là nó có thể nó bắt cặp nó đẻ ra luôn, nó không cần đợi tới mùa đâu ạ. À, đợi tới mùa đối với những cái dòng chim mà ngoài tự nhiên ha, chứ còn mình nuôi dạng như trong này là giờ là nuôi công nghiệp luôn các bạn ha, mình nuôi công nghiệp rồi. Nó nhiều khi mà nó tới cái lứa tuổi mà nó đẻ các bạn không không cho ăn đủ mồi tươi á là nó cũng không đẻ nữa bạn. Chẳng hạn như chim chào màu thì mình thấy nó đơn giản ha, cứ mấy bạn cứ mình là cứ cho ăn cám cám gà trộn với cám của cá phi con mà nó đẻ nhiều khi không hay luôn nè. Như cái cặp chim nè, nó đang vô ổ nó đứng các bạn ha, tại vì lúc giấc tối mình ra mình thấy nó vô nó ấp rồi ha, không biết có trứng không biết mà nó ấp, chứ bằng đêm là có con ngủ riêng à, chứ thường thường là hai con nó ngủ sát nhau luôn à, còn con ngủ trong ổ còn con nó ngủ ở ngoài ha. Nó như là nó mùa này nó đẻ nè đó, cho nên mấy bạn cứ mình nếu ghép sinh sản á thì mình cứ chim nó đang thay lông mình cho nó ăn xong rồi nè, chẳng hạn như cái con của mình đó, cặp này con mái nè, con mái thay muốn xong lông rồi nè ha, còn con trống cũng ra lông đuôi rồi đó, cũng rụng lông đuôi hết rồi, giờ nó ra lú nhú ra đó ha. Nói chung nó mình rút gà thì mình cũng cho ăn sâu bạn ha, ngày nào mình cũng cho ít sâu vậy đó, sâu mua sâu gì cũng được mình bỏ cho nó ăn ha. Nói chung chim thì mấy bạn sợ ăn nhiều nóng, nói chung sợ nóng là nóng cái túi tiền của mình thôi bạn, chứ không có gì hết trơn. Chứ chim thì nó ăn thoải mái ha, chim lớn rồi mình không sợ, chim con mà
Đó. Rồi mình mấy nếu mấy bạn sợ thì mấy bạn cứ ăn điều độ thì cứ chia cử ra sáng sáng sau chiều dế rồi qua bữa sau miếng có cọc cào đó vậy mình chia ra đó, mấy bạn khỉ chứ còn mình thấy chim mà cho ăn sâu á mấy năm nay nó cũng bình thường mà đó ha. Thì nó nói chung là cứ nó thai lông xong rồi mấy bạn cứ mình cứ thúc mồi tươi vô ha, nó thai là đầy đủ như tùy họ trường họ như ở mấy cái vùng như mình ở trong này là mình cứ vừa thai xong là mình thúc mồi tươi vô nó thì nó đẻ được, nó không đẻ thì chim nó sung nó căng lửa nó hót thôi ha, nó hót suốt ngày luôn á, tuy mình nuôi cặp vậy chứ nó cũng hót hoài bạn ha. Cho nên mấy bạn nuôi chim cần chú ý thì sinh sản là mình cần mồi tươi ha. Đó, cần mồi tươi dư dả thì chim nó biết thôi có mồi tươi dư dả là nó sinh sản được rồi. Có như mấy bạn nhiều khi mấy bạn cho nó đủ ăn á, nó có con nó không có đẻ. Hoặc có con nó đẻ, nó đẻ rồi nó ăn bỏ trứng ha. Nó đẻ rồi nó ăn ăn bớt trứng hoặc nó bỏ, hoặc là nhiều khi nó đẻ rồi nó ấp á bạn. Ha. Nó đẻ rồi nó ấp xong nó gấp con bỏ tại vì không đủ mồi tươi rồi ha, nguyên cái dàn chào mạo mình 6 con này nó đang thai lông rồi nó đẻ thấy mê luôn. Mình chỉ cho ăn cám cám cá trộn với cám gà với chuối trái cây với ít sâu thôi mà nó đẻ thấy mê luôn. Mà có cái tội là không có con trống nào trong này hết trơn, mình đẻ thấy mê luôn, đẻ xong ấp mười mấy ngày không có cái nó bỏ. Cho nên mấy bạn nuôi mình chú ý ha, nhiều khi mấy bạn nào mà mới biết chơi á kệ nó, mình nếu mà mấy bạn ghép rồi á mà nó chịu rồi mấy bạn cứ cho nó ăn mồi tươi ha, dư dả đi là có thể nó đẻ. Nó nhiều khi mà tới mùa mấy bạn không cho ăn mồi tươi nó cũng 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 không đẻ nữa. Nói chung là đối với cái tới mùa mà đối với cái những cái dòng chim ngoài tự nhiên các bạn, tại vì cái mùa mưa nó lạnh á, nhiều khi nó đi kiếm mồi nó bỏ con nó mưa ướt nó cũng né mấy cái đó ha, nó cũng có số con nó đẻ chứ không phải là không ha. Nó đẻ đứng hốc cây rồi. Còn mình nuôi dạng trong này là cái nuôi công nghiệp mình muốn đẻ hay không là do mình, chẳng hạn như mấy bạn không cho mồi tươi tới mùa nó cũng không đẻ. Còn mấy bạn mà cho mồi tươi ăn dư dả đi, cuộc sống trong này thoải mái, làm cây cối đừng có con gì quấy phá là nó đẻ thôi, sơ hết lông thì nó thai nó lại đẻ tiếp nữa. Thì thôi video của mình quay mình chia sẻ cho mấy bạn ha, cách mình nói chung mình chia sẻ những cái gì mình chăn nuôi á, thấy có kết quả mình chia sẻ, mình làm video mình chia sẻ cho các bạn tham khảo ha. Đó. Nói chung anh em nào có cùng đam mê thì cứ để lại bình luận, cứ mình thấy nhiều bạn bạn vô kênh mình đó là bình luận với trao đổi nhau đó, học hỏi nó như mình chia sẻ vậy nè, mấy bạn góp ý mình cho ăn gì mình cũng làm theo vậy đó. Có nhiều bạn nói chung mình chia sẻ mình góp ý mình để mình tiến bộ mình nuôi được tốt hơn mà ha. Nói chung mình lúc nào mình cũng không phải mình cái gì mình đưa ra cũng là đúng hết trơn mà ha. Có lúc mà nó thiếu sót, nói chung cũng nhờ mấy bạn chỉ rồi đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo ha, thấy hay thì mấy bạn hãy cho mình một like mà ủng hộ kênh mình ha, hãy giúp mình đăng ký ha, một một đăng ký nè, một like một lượt chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo. Rồi bye bye.